giờ mình đang đứng ở đây là xã Thượng Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nha các bạn nhá. Thì như mọi người biết rằng thì nói đến ngôi chùa Một Cột thì người ta sẽ nhớ rằng là ngôi chùa Một Cột chỉ có ở Hà Nội các bạn ạ. Ngôi chùa Một Cột ở Hà Nội là một trong những kiến trúc là rất là độc đáo nhất ở Việt Nam mình. Có một cái điều rất là lạ ở Thanh Hóa có một cái chùa Một Cột. Thì bây giờ mình cùng các bạn vào tham quan và khám phá cái ngôi chùa này. Tại sao người ta lại xây một cái ngôi chùa ở đây, cũng có một chùa Một Cột đấy các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở đây là chùa Một Cột rồi các bạn nhá. Đây, đây là ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây các bạn, hôm nay bầu trời khá là đẹp và cũng có hơi gió một chút các bạn nhá. Bây giờ mình cùng các bạn vào tham quan luôn cái ngôi chùa Một Cột. À, các bạn may mắn được gặp ông này ở đây. Chúng ta sẽ vào trò chuyện với ông. À, ông ơi, cháu chào ông ạ. Ôi, may mắn quá. Cháu ở dưới thành phố ạ. Ông ạ. Thì hôm nay cháu đi ngang qua đây thì biết cái thông tin là ở chùa mình nhá. Có cái chùa Một Cột xây dựng là cháu thấy tò mò. Thì hôm nay cháu vào cháu quay một cái clip có khói một chút được không ạ? Ông có nói sơ qua về cái ngôi chùa Một Cột này được không ạ? Cái chùa này là trước đây là có lịch sử như thế nào mà người ta bây giờ người ta lại xây dựng lên cái chùa? À, cái chùa này ông ngồi đây, ông cứ ngồi đây bình thường. Thế nói ra nó là thuộc về cái hiện này á, là cái chùa này á là tính ra và như bọn tôi bây giờ cũng gần 90 tuổi nhưng mà cũng không biết là có từ lúc nào. À, nó có từ lâu rồi đúng không? Vâng, đoán là cuộc đời là năm 46 á, là coi như rồi là đạo chính bây giờ là coi như ở nhà nó phá đi. À, tức là 46 thì là người ta phá đi, chống miền Tín Dự Đoan á. Vâng, người ta phá hết. Phá hết rồi là để mồ mãi lên đây. À, tức là nghĩa là ở trên phía trên kia là trước đây là cái chùa đúng không? Ở trên chùa đó. Vâng. Ngõ của nó đó, đi từ trong làng đi ra là anh đi theo hướng bắc. Dạ. Yeah. Rồi là đi đến cái chỗ cái chùa này là cái nhà để mồ đây là đi lên đây. Dạ. Yeah. Đấy, đi lên là anh đi hướng bắc. Vâng. Chứ không phải là bây giờ là ông ấy cải điên đi là ông lại đi đằng hướng đông. À. Hướng đông nhưng mà lại đi vành hang. Dạ vâng ạ. Tây. Dạ vâng. Vì cái chùa này ngày xưa là vẫn là nằm hướng Tây. Dạ. Tức là nó trước đây nó nằm ở phía đường kia đúng không? Vâng. Nhưng mà nó bây giờ ở đây nhưng mà cái mặt nó ngảy lên trong chùa đi. Dạ. Ngảy hướng Tây. À, ngảy hướng Tây. Vâng. Đây giờ người ta xây dựng toàn bộ là mồ mả của gia đình. Dạ vâng. Nhưng mà tại sao là có một cái thiết kế lại xây một cái chùa Một Cột ở đây là có nghĩa như thế nào ông? Cái này là ông ấy là cái một phần như là ông ấy tự biên. À, tự biên ạ. Tự biên tự diễn. À, ông tự làm ạ? Vâng. Ông nói là đó đi là cũng khoảng tỷ hơn tỷ đó. Ui giời, cũng khá lê, khá tía. Vâng. Khá là lớn. Thì cái chùa đây là coi như là nó lấp từ năm 46 đến bây giờ đến ngày ông sửa lại là vẫn không bao giờ đầy. Dạ. Đấy, cái chùa, cái giếng. Cái giếng, đó. Cái giếng đằng kia đó. Vâng. Dạ vâng. Giếng nữa. Là cũng không, cái ông cố mà để cho bố tôi mà tôi hỏi, bố tôi hỏi mà cũng chả biết cái giếng nó có từ bao giờ. À, cái là cái giếng nó tự nhiên. Tự nhiên. Tức là có từ ngày xưa rồi đó. Cái ngày xưa là cái giếng nó là thuộc ở đấy, giếng đất. Vâng. Chứ không phải có xoay bây giờ, ông cứ xoay lại. Dạ. Nó núi đi cái cảnh bên kia thôi. Chứ là trước đây là bây giờ là phá hết đúng không? À, bây giờ quả có một cái dấu tích là có một cái giếng. Là còn yeah. Cả còn một cái đoạn này là coi như nằm cây dưới, nghĩa là cứ một bông phẳng nó dài đặc đi. Vâng. Bây giờ phá hết đi. Cái cây xoài đây là coi như cũng chặt hết đi, coi như còn có một cái gốc tự nhiên. À, bây giờ nó vẫn còn như vậy? Vẫn còn nữa, nhưng mà hắn chỉ còn cái gốc rồi hắn chết lên thôi. Dạ yeah, vâng. Đấy. Còn cái bụi cây này á, cái bụi cây này á là còn nằm lại á là vì hắn nằm ở dưới cái quả giếng. Dạ yeah, vâng. Còn đang còn nguyên cây dài. Vâng. Phần này hoàn toàn cái cây như là Trần Hòa mới đem về trồng. Dạ, à, tức là ông Trần Hòa đó, ông nó đây đó. Vâng. Tức là ông xây dựng nên, đó là rồi cái thiết kế tất cả là vâng. Ông thiết kế là xây kế. Ông ấy là thuộc về cái làng ấy là cũng là thuộc về kỹ sư xây dựng. À, dạ vâng. Thì ông ấy vừa rồi là ông ấy làm cái trong Nghi Sơn đó là dạ. Giám đốc cửa trong cái Nghệ án Nghi Sơn đó. Dạ vâng. À, chứ cái ngôi chùa này xây dựng được thời gian được lâu chưa? Cái này là được 3 năm rồi. À, được 3 năm rồi. 3 năm. Cây ni lông nó cũng đem về trồng. Dạ. Cháu thấy cái phong thủy ở đây rất là mát mẻ và đẹp. Vâng.
phải nói là rất là tuyệt vời luôn, đó đúng không? Quá đẹp luôn. Mát mẻ. Ra đây ngồi, trong đây ngồi đây quá tuyệt vời luôn. Cái trước mặt là nó không có một cái dân chấn gì cả, cho nên là nó rất là đẹp. Tức là xung quanh lịch sử chỉ có vậy thôi, là ông xây dựng lên. Giờ nó có còn kia cái đại trong cái góc cũ ngày xưa còn là này. Dạ vâng. Người ta nói là cái chùa này nó rất là linh thiêng đúng không? Thì nó trước đây là ông thầy tới. Dạ vâng. Cúng bái ở cái chùa này. Dạ vâng. Một cháu người ba điều này gọi gì? Rồi. Hồng trước đây trên nhà hồng có một cái điện lớn lắm. Dạ vâng. Một cái điện lớn. Thật công thầy ông trông coi cái chùa này thì từ năm 1946 thì chỗ mê tín dị đoan người ta đã phá đi. Vâng. Và khi phá đi thì ông nó cũng mất luôn. Mất luôn. Vâng. Nói chung là về thế giới tâm linh thì chúng người ta mình thì mình không thấy được. Nhưng mà về cái người người ta nằm trong thế giới tâm linh ấy, người ta có thể biết được. Dạ vâng. Dạ, cái tâm nó lệch, có lệch chắc lệch chứ, vẫn lệch. Có lệch nhưng mà hắn vẫn quay trở về đây. Và vẫn về đây. Đúng ra là cái ni người ta phải di rời đi này. Vâng, rằm mùng 1 tháng nuôi tuần là coi như là về đây. Hoặc là các cháu mà đi xa về thì hắn cũng đem quả bánh ra đây mà dạ. Thương. Dạ. Thì coi như đi làm ăn là cũng thấp. Nhưng mà chùa Một Cột này thì thờ chính thức là bao nhiêu không biết là thờ ai không? Mày không rõ đúng không? Tức là chỉ biết là hắn chỉ có cái miếu thờ từ ngàn xưa đến giờ. Trước là một cái chùa thờ là một xoay vòng. Xoay vòng. Xoay vòng. Nhưng mà hắn đúng là đứng không khác với một cái mỏ bò thôi. Dạ. Cho nên là ông nó mới nghĩ ra ông làm theo cái kiểu chùa mới này. Mới. Vâng. Cháu cảm ơn ông nhá. Cháu đi cho các bạn xem sơ qua về cái ngôi chùa này. Ok các bạn, vừa rồi chúng ta vừa nghe sơ qua ông cụ ở làng này nói sơ qua về cái ngôi chùa khá là đặc biệt này. Thì trước đây nó là một cái ngôi chùa của dân làng, có từ thời xa xưa. Có nghĩa là có từ khá lâu rồi. Đấy các bạn ạ. Thì các bạn đang nhìn thấy này, ở trước đây á, trước đây là như ông mô tả ở đây là một cái ngôi chùa, nhưng mà sau quá trình bị tàn phá của chiến tranh hay một cái lý do nào đấy bị phá hủy, và ở đây người ta bây giờ người ta đã xây những cái khu mộ gia đình đây các bạn đó, hầu như tất cả các cái dấu tích ở đây hầu như là bị phá hủy nó không còn hoàn toàn, để không còn cái gì cả, chỉ là một cái dấu tích còn lại là một cái gọi là cái giếng các bạn ạ. Đây. Và được một ông đã tô tạo lại một cái ngôi chùa khá là đẹp và thiết kế rất là tuyệt vời, làm ở một cái không khí rất là mát mẻ các bạn nhé. Thì ở đây thì còn một cái dấu tích, đấy là một cái giếng. Thực ra là cái giếng này thì cũng được tôn tạo lại các bạn nhé. Đây. Thì cái giếng này không biết nó có từ năm nào, tức là có từ lâu đời rồi. Người dân ở đây cứ truyền miệng rằng là nó có từ tha xưa, tức là nó giống như tự nhiên đó các bạn ạ. Giếng làng đấy, đấy. Có rất là mỗi một làng thì đều có một cái giếng, nhưng mà từ xa xưa nó có những cái điều rất là bí ẩn và tâm linh, và đến bây giờ người ta tín ngưỡng để tôn tạo lại, để làm một cái tín ngưỡng văn hóa các bạn. Đây, nó ở một cái cánh đồng thôi. Ngôi chùa rất đặc biệt và ở xa làng các bạn ạ. Đây đường kia là làng. Đây. Thì ngôi chùa này được nằm ở ngoài một cái cánh đồng khá là mát mẻ và rất là tuyệt vời. Khá là đẹp. Đây, mình ngồi giếng làng. Đây các bạn. Đây có một cây đa. Mình nghĩ rằng là cây đa này cũng mới vừa tôn tạo thôi. Đấy, cây đa khá là đẹp. Nói rằng là cái cảnh ở đây là nó rất là đẹp và tuyệt vời các bạn ạ, rất là mát mẻ luôn. Buổi chiều thì các ông cụ và các bà hay đi ra đây đi trò chuyện
và kể chuyện những câu chuyện tâm linh. Đây các bạn. À, đây các bạn này, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan luôn cái chùa. Thì như các bạn biết á, thì chùa Một Cột, nói đến chùa Một Cột thì chúng ta mới nghĩ rằng là chùa Một Cột ở Hà Nội. Nhưng mà tại Thanh Hóa thì cũng có một cái chùa Một Cột. Đặt tên của cái chùa này á là chùa của làng. À, chùa làng á hả? Chùa làng. Yeah. Nhưng mà trước đây ông ấy làm là có một cái tán thảo ở đây để làm công tiến, để làm ruộng, để mà lấy cái đó để làm cái công trình cúng bái. Dạ. Là lấy nếp, lấy đĩa chứ là để cúng ở trên đây. Trong gia đình. Ông thầy tới ngày xưa là ông ấy đứng cái chùa này từ đời cố rồi đến đời quân rồi đến đời quân nữa. Dạ. Đấy là ba, biết là được ba đời. Dạ. Cảm ơn nhé. Tức là nó không phải là chùa đặt tên là chùa Một Cột đúng không? Dạ. Rồi, ok. Không phải là cái chùa Một Cột, hắn là cái chùa Hoàng. Dạ, chùa Hoàng. Đúng, chùa Hoàng, nhưng mà đó là cái biên lại là cái chùa Một Cột. Dạ. Dạ vâng. Dạ. À, đây các bạn này, thì như ông cụ có nói lại là đây không phải là cái chùa Một Cột. Chùa Một Cột thì chỉ có ở Hà Nội thôi các bạn ạ. Với một cái thiết kế cải biên lại thì người dân ở đây cứ gọi tắt là chùa Một Cột. Nhưng mà thực tế trong lịch sử thì chùa này là một cái chùa làng. Người ta gọi là chùa Vòm đấy các bạn ạ. Thiết kế gọi là Vòm Vòm đấy. Thì gọi là chùa Vòm. Nhưng mà đến thời nay thì ông... ở đây các bạn cho xem này, đây là một cái người đã tự tay thiết kế một cái ngôi chùa này. Nhân dân làng Đa Lộc và gia đình ông bà Trần Trọng Hòa và Trần Thị Mẫn đã cùng tín và xây dựng cái ngôi chùa này. Đây các bạn, đây này các bạn này, ở đây chùa Một Cột thì mình nghĩ rằng nó cũng giống như là ở đây. Đây ở dưới có cái ao này đấy, và đường kia làm cá lắm đúng không? Cá to lắm. Cá to nó thả rồi. Đây này. Cá từ 1 cân trở lên. Các bạn thấy thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Không khác như chùa Một Cột tí nào cả. Không khác nhé. Đấy, ở Thanh Hóa có một cái chùa rất là đặc biệt và thiết kế rất là lạ và độc. Đấy các bạn. Thế bây giờ mình cùng các bạn lên cái chùa trên này xem nó có gì đặc biệt hay không nhá. Các bạn nhá. Các bạn cũng có bậc thang này, lên này, thiết kế rất là đẹp luôn. Tuyệt vời, và mình nghĩ rằng là cái ngôi chùa này rất là tuyệt vời luôn. Đây các bạn này, đây là những cái thiết kế của gỗ này. Đấy, rất là tuyệt vời, và đặc biệt là khung cảnh này rất là mát. Đây là chạm đá này. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. À, đây các bạn. À, đây. Đây các bạn này, mình sẽ cho các bạn sửa qua cái cột này. Mình nghĩ rằng cái gỗ này nó rất là tốt này. Cái chữ mái này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Đây, cửa này. Đây các bạn. Đây, đây là cửa vào này các bạn. Dạ vâng. Đây các bạn, đây bên trong các bạn, đây, làm cái cửa, mở cửa cho các bạn thấy nó sáng hơn. Đây các bạn xem bên trong thiết kế rất là đặc biệt, có một quỷ sư. Đấy, ngôi chùa rất là thiết kế rất là độc, ngôi chùa Một Cột này rất là đẹp tuyệt vời. Và ở đây thì có một cái bàn thờ để thờ ở trong chùa. Ở đây chưa có tượng, không có tượng Phật. Mới thành lập. Chưa có tượng rước về. Mới tạm bỡ. Đấy. Các bạn, rất là đặc biệt luôn. Rồi. Ok, cho cảm ơn bà nhé. Ok các bạn, vừa rồi mình mới vừa chia sẻ với tất cả các bạn một cái ngôi chùa. Đấy, đây là chùa Vòm ở xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa. Tính Thiệu Hóa nha các bạn nhá. Một ngôi chùa khá là đẹp và tuyệt vời. Nói đến chùa Một Cột thì các bạn đã nghĩ rằng là chùa ở Hà Nội rồi. Nhưng mà ở tại quê hương Thanh Hóa thì cũng có một cái ngôi chùa là một chùa Một Cột các bạn nhá. Đây là một cái thiết kế rất là đặc biệt và rất là tuyệt vời. Và ngôi chùa này cũng khá là linh thiêng. Nếu các bạn
có dịp các bạn hãy đến xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thiệu Hóa để tham quan cái ngôi chùa Một Cồn này nhá. Thì hôm nay video của mình để tạm thời kết thúc tại đây rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.